Tôi là Pháp sư Ngọc Lâm. Xin chào tất cả các bạn và quý vị đang xem. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn và quý vị về một cái lễ lễ giao tiền. Hoặc mình ước nguyện cái công việc nào đó, ước nguyện ước nguyện cho con mình được học giỏi hoặc là được thi đậu, ước nguyện cho gia đình mình được bình an khi mà đi lễ lễ một cái chùa hoặc là đền nào đó, thì mình nên nên đem một hai đồng tiền này và cái đĩa để mà khi mình gieo tiền vào thì để ước nguyện cái Phật hoặc thần thánh hoặc là trời Phật có chấp nhận cái ước nguyện của mình hay không, là cái dựa vào hai đồng tiền này để là chứng minh cách chấp nhận hay không. Đó là về phần tâm linh, về tâm linh. Nếu mà nhờ hai đồng tiền này, nếu mà đạt được ước nguyện thì đạt được cái ước nguyện của mình, đó là trời Phật phù hộ. Cho nên đạt được ước nguyện của mình. Các bạn hoặc quý vị nào khi mà đi lễ hoặc đi đền thì quý vị nào đó, muốn xin xin keo, xin gọi là đây là xin keo, khi mà đi lễ các bạn quý vị nào thì có lễ vật thì đem theo bông, ba nhành bông, ba loại bông, ba loại bông, ba màu bông. Mình nên đem theo ba màu bông rất là tốt. Đó là ba loại bông là tượng trưng cho tam cõi, tượng trưng cho tam cõi là gọi là ba loại bông: trà quả, bánh trái, gạo muối gì đó thì mình đem theo. Và phải nhớ đem theo cái lễ nào vậy, mình nên đem theo cái hai đồng tiền này để mình xin keo cho coi thử có đạt được ước nguyện trời Phật có phù hộ hay là ước nguyện của mình thành công hay không, thì mình dựa cái hai đồng tiền này để mình xin keo cho đúng. Mà khi mà đi lễ thì quý vị nào không có lễ vật cũng cũng được, hay là thì có lễ vật càng tốt. Nếu mà cũng có cái các bạn hoặc quý vị nào cũng không có lễ thì được cái ước nguyện mình không, thì cho mình cũng dựa hai cái đồng tiền này, mình cũng vẫn đem theo để mình xin keo có đạt được ước nguyện hay không. Và khi mình làm lễ xong, làm lễ thì nên trước tiên thì nên cúng và vái tên họ của mình, vái tên người đó trong gia đình mình, cái điều gì đó ước nguyện của mình, ước cái gì đó, ước con mình học giỏi hay là thi đậu, hoặc là trong gia đình mình được bình an vô sự, làm ăn phát đạt, vân vân, tất cả vân vân. Mình ước nguyện vái tên họ của mình ở đâu, vái xong mình phải lạy
Nếu mà nữ thì mình lại đứng chín vậy chín lại, nếu mà nam á, thì mình lại cúi đầu xuống, mình lại bảy lại. Rồi cúi đầu xong thì mình lại xong thì mình nên ước nguyện lần thứ hai là cầu xin trời Phật phù hộ hoặc là thần thánh nào ở nơi đó, ông thần thánh nào nơi đó, thì mình vái người đó và vái tên họ của mình vào. Rồi mình dùng hai tờ và hai đồng tiền này, hai đồng tiền này khi khi văng đồng tiền lên thì cái đồng tiền này, hai đồng tiền này, đồng tiền một bên thì có chữ, một bên này không có chữ. Hai đồng tiền này cũng vậy, một bên thì có chữ, một bên này không có chữ. Hai đồng tiền âm dương, gọi là âm dương. Mình đi lễ Phật đi xin keo nên nhà các bạn nào mà có đồng tiền lâu năm rất là tốt, rất là linh nghiệm, đồng tiền lâu năm. Còn các bạn nào không có đồng tiền thì nên mua ở tiệm quán đồng tiền mới. Khi văng thì nó rất là nhiều cái. Khi văng lên á, khi mình khi văng cái văng đồng tiền lên, không thể mình văng gì lên được, không thể mình văng lên cao được, chỉ là thả vào xuống, thả vào những cái đĩa này cho khỏi rớt ra ngoài, rớt ra ngoài là nó không lên. Mình phải thả và thả xuống. Khi thả thì nó xuất hiện ra hai, nếu mà một bên có, một bên không đó, thì vẫn được, và một bên có một bên không, một bên chữ một bên không chữ là vẫn được ước nguyện của mình, đó là đạt được trung bình. Còn nếu mà văng xuống hai bên mặt đều là mặt tiền, đều là một mặt chữ, thì đó là đạt được ước nguyện của mình rất là tốt. Nếu mà hai nó văng thả xuống mà nó hai mặt chữ ở phía trên đó, thì đã đạt được ước nguyện của mình, đó là trời Phật phù hộ, đã đạt được ước nguyện của mình. Còn nếu mà văng xuống đó, hai bên thì đều không có chữ, không có chữ gì hết, thì đó là chưa đạt được cái ước nguyện trời Phật phù hộ hoặc là thần thánh phù hộ, đó là chưa đạt được. Thì mình nên luyện lần thứ hai, mình nên luyện lần thứ hai. Nếu thứ hai được, một bên có chữ được, một bên có chữ, một bên không chữ là được, hoặc là hai bên có chữ đều là được. Mà trong cái xin lặng xin keo á, chỉ được 3 lần, nhất quả tam là 3 lần, nhất quả tam là được 3 lần thôi, nếu 4 lần cũng như không, là phải nếu một lần đầu tiên á, lần tiên mình luyện xuống một bên cả chữ một bên không chữ được thì rất là tốt cho cái ước nguyện của mình. Và khi mà văng xuống này, khi mà thả nè, khi chúng ta ước nguyện rồi mình thả vào xuống, thả nó xuất hiện là một bên hai đồng tiền này là đều có chữ, là đạt được ước nguyện của mình. Thì thả xuống
hai bên cái chữ là đạt được ước nguyện của mình, hai bên cái chữ này thì đạt được ước nguyện của mình trong công việc của mình. Còn nếu mà hành thả xuống mà hai bên không có chữ là không không được. Còn một bên có chữ, một bên không chữ là vẫn được. Đó là lưu ý cho các bạn với quý vị, hướng dẫn cho các bạn với quý vị. Và khi khi xin kèo không nên văng lên gì, không nên văng lên cao. Và nó khi mà tuột tay thì nó văng ra ngoài, nó không nên. Chúng ta chỉ thả xuống thôi, từ trên thấp này, một độ một gam, độ một gam mình thả xuống, một gam tay mình thả xuống. Đó là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn và quý vị và xin kêu cho đúng cách, nó đạt được ước nguyện của mình. Đó là hướng dẫn cho các bạn biết một bên có chữ và một bên không chữ là vẫn được, còn hai bên đều có chữ là rất tốt. Một bên hai bên mà không chữ là không được. Đó là cách xin kèo như vậy. Các bạn quý vị nào chưa đăng ký kênh đó, thì nên đăng ký ở dưới bí truyền tâm linh để theo dõi kênh và các bùa phép và các hướng dẫn cho các bạn rất là tốt. Và đây xin chào tất cả các bạn và quý vị đang xem, một ngày tốt đẹp và đầy may mắn trong công việc của mình. Xin chào tất cả mọi người.